Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Và hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường 3 tháng 2 thuộc quận 11 để tiếp nối hành trình ở quận 11. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm thêm một video nữa ở đường 3 tháng 2 này. Và đây là ngày xưa có tên là Trần Quốc Toản, và chúng ta đang đứng đây là ngay giao lộ 3 tháng 2 và Lê Đại Hành. Phía sau chúng ta đó là tòa nhà Lotte, nơi đó có siêu thị Lotte. Và thẳng hướng này mình sẽ đi về Đầm Sen, đi về khu du lịch Đầm Sen đó, đường Lãnh Vinh Hăng. Và nếu bên cánh phải là đường Lê Đại Hành. Rồi chúng ta sẽ đi một đoạn đường này để xem con đường Trần Quốc Toản ngày hôm nay như thế nào. Và đối với con đường này, cái chuyên của con đường này đó chính là ở cái đoạn này đó chính là dụng cụ y khoa, có rất nhiều cửa hàng bán dụng cụ y khoa ở trên con đường 3 tháng 2 quận 11 này. Dụng cụ y khoa Minh Châu nè, bên đây là đường Lý Nam Đế nè, đi ra chợ Nhật Tảo đó, chợ Nguyễn Tri Phương. Và đi một đoạn nữa thì sẽ có rất nhiều cửa hàng bán sim điện thoại, bán điện thoại, đặc biệt là sim điện thoại rất là nhiều luôn. Dụng cụ y tế Anh Thư nữa nè. Rồi cái tới khách sạn 50.000 một tiếng, 70.000 một tiếng. Con đường này cũng là một trong những con đường rất là mát ở Sài Gòn, tại vì có hàng cây rất là lớn. Và chúng ta qua giao lộ này là giao lộ đường Lý Thường Kiệt, nếu mình quẹo trái là sẽ đi ra trường đua Phú Thọ đó. Tới đoạn này bán rất là nhiều sim điện thoại nè. Nếu các anh chị ở các tỉnh khác hoặc là ở nước ngoài về Sài Gòn á, chúng ta muốn mua sim điện thoại để xài 3G thì mình đi ra con đường này. Nói chung ở đâu cũng có, ở trong thế giới di động cũng có, nhưng mà đặc biệt cái đường này bán rất là nhiều luôn. Dán kiến cường lực luôn ha, đó. Tai nghe ốp lưng rồi tất cả những gì trang trí điện thoại thì ở đây rất là nhiều. Rất là nhiều dịch vụ cho cái ngành này. Rất là đông luôn, này rất là lớn luôn nè. Đây là giao lộ Nguyễn Kim nè, nếu quẹo phải mình sẽ ra chợ Nhật Tảo đó. Dán kiến cường lực 15.000, ốp lưng giảm 50%. Thì giảm 50% thì có lẽ là người ta kê giá lên rồi hạ xuống cho nó có chương trình hấp dẫn thì thôi. Thay vì giá đúng của miếng ốp lưng là khoảng 15-20.000, loại cơ bản không tính loại xa xỉ cao cấp, thì người ta kê lên 40-50 rồi giảm 50% còn 20 bình thường cho nó vui, có không khí sôi động bán hàng. Và bên kia có quán lẩu dê OK, ba con dê. Và con đường 3 tháng 2 ngày nay mỗi đoạn, mỗi cái chuyên mình đi xíu nữa sẽ có một cái chuyên mới nè, đó là áo cưới, dịch vụ cưới. Chúng ta tấp vô cho xe cấp cứu đi qua. Ở Sài Gòn
xe cộ đông đúc nên thành ra nếu mà chạy xe cấp cứu là cũng mệt mỏi luôn. Đó, và phía trước chúng ta đó là cây cầu vườn. Ở đây có cái bảng hướng dẫn lưu thông nè. Nếu mình đi đi thẳng thì đường 3 tháng 2, còn quẹo phải là quẹo Nguyễn Tri Phương, bên trái là Thành Thái. Ở đây đường 3 tháng 2 cũng là một trong những đường mà có giá, nhà cửa đẹp. Đây chỉ là một phần của đường 3 tháng 2 thôi. Đường 3 tháng 2 kéo dài đến Bùng Binh Cây Gõ lần. Nhà đường này rất lớn. Con đường này cũng là một trong những trục đường có giá trị rất là cao thôi. Mà nói chung nhà ở Sài Gòn bây giờ nhà nào cũng có giá, chứ không riêng gì đường 3 tháng 2 này. À, chỗ cây cầu này nếu mà không đi cầu thì mình đi phía dưới là sẽ quẹo qua đường Lý Thái Tổ hoặc là Nguyễn Tri Phương nè. Nhưng mà chúng ta sẽ đi trên cây cầu vượt này, cầu vượt bằng thép. À, cầu vượt qua giao lộ Nguyễn Tri Phương, Lý Thái Tổ. Ngày xưa ở đây có cái chợ cá nè, chợ cá Trần Quốc Toản nè, nhưng mà ngày nay là siêu thị. Trước đó là siêu thị Sài Gòn, nhưng mà sau này là siêu thị Satra Mart, siêu thị Satra đó, ở viền đỏ đỏ đó anh thấy không? À, còn mặt ở bên đây là đường Lý Thái Tổ nè, bệnh viện Nhi Đồng, đi thẳng là đến Điện Biên Phủ. Điện Phủ ngày xưa là Phan Thanh Giản ha. Rồi, chúng ta đang đổ xuống dốc cầu, đổ xuống cầu vượt, và chúng ta thấy một cái hình ảnh đó là dòng người chen chúc ở cái đoạn này rất là kẹt xe, ngày thường rất là đông, vào giờ này là kẹt xe chắc luôn. Nhưng mà do hôm nay là thứ bảy nên lưu lượng xe cộ cũng ít. À, đi tới tí nữa thì chúng ta có cái chùa, chùa Nam Quốc Tự. Ta dựng đèn đỏ sư Vạn Hạnh. Các anh chị chờ chút xíu nha. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. Ở Sài Gòn kẹt xe mệt lắm, khói bụi. Đó, ngày đây là sư Vạn Hạnh, nếu mình quẹo phải là về chung cư Ấn Quang. Nơi đó có chùa Ấn Quang, chung cư Minh Mạng nữa chứ. Còn quẹo trái thì mình ra khu xóm đạo Bắc Hải, Đất Thánh, khu Đất Thánh. Ngày xưa thì Nam Quốc Tự này là viện hóa đạo nè. Phía sau viện hóa đạo thì có ngã ba Lê Cơ Bằng, của chú anh chị của mình chia sẻ là ngã ba Tiếp Vụ, ngã ba Quân Tiếp Vụ. Đó, Nam Quốc Tự nè.
Việt Nam dạo này bệnh tật rồi nhiều lắm, nên thành ra chúng ta nghe xe cấp cứu liên tục. Bây giờ có rất là nhiều bệnh. Còn trẻ ngày xưa bệnh đột quỵ thì khoảng lớn lớn tuổi, nhưng mà dạo này thì có lẽ là do ăn uống đồ nên thành ra khoảng ba mấy 40 là cũng có cái triệu chứng đó rồi. Mình đi tới tí nữa là có đường Cao Thắng nè. Ở cái đoạn này cũng chuyên bán, không bán chuyên bán sim, nhưng mà bán những cái linh kiện điện thoại hay là pin dự phòng. Thỉnh thoảng có cửa hàng bán sim, bán sim ngoài đường. Còn bên đây thì theo cô chú chia sẻ thì đó là cơ quan của ngày xưa viện trợ bốn bên gì đó. Em nghe nhưng mà em chưa hiểu cho lắm. Kế bên viện hóa đạo. Và ngày nay thì có quán cà phê Ro. Ở trong đây cũng rất là đẹp, rất là rộng. Nó cổng vô quán cà phê nè. Khu này thì đa phần ngày xưa là khu quân đội thôi, doanh trại quân đội. Ở khu này có một cái khu nhà cũng cao cấp nè. Ta thấy bên cánh trái có những cái building nè. Khu này mới xây sau này nè. Khu nhà triệu đô đó. Tới tí nữa thì qua cái giao lộ Cao Thắng thì con đường 3 tháng 2 này chuyên về những cái dịch vụ cưới, dịch vụ đồ cưới đó. Mà không có nhiều, chỉ một đoạn nhỏ thôi, đoạn đến ngã 6 Dân Chủ. Nếu mà ngày xưa các cô chú anh chị đã từng ở cái đoạn đường này thì ngày hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại ha. Và đoạn này bán hoa nè, bán hoa giả đó, hoa trang trí. Chỗ đó bán cũng hơn 10 năm rồi. Đó, khu building mới xây nè. Hà Đô Sentosa đó. Khu đô thị của tập đoàn Hà Đô. Ngày xưa ở đây có một cái siêu thị cũng rất là lớn, đó là siêu thị Maximax. Nhưng mà ngày nay thương hiệu Maximax hình như không còn nữa. Sau đó sang lại cho Vincom. Vincom AD rồi, thương mại điện tử AD rồi đó. Nhưng mà AD rồi thì cũng không còn nữa. Rồi chuyển sang lại cho tập đoàn, cho đơn vị khác à. Ngày xưa là Maximax Cộng Hòa. Ủa, Maximax đây nè. Nhưng mà ngày nay thì Vincom, siêu thị Vincom bán thì cũng ít. Ít người mua lắm, siêu thị vắng lắm. Rất là lớn luôn. Rồi chuyên đồ cưới là bên kia đường nè. Trung tâm tiệc cưới Capella. Rồi
những cửa hàng áo cưới Studio Ánh Ngân rồi Phượng Hoàng Happy rồi rất là nhiều ở cái đoạn này. Đó, tha hồ các anh chị bạn bạn lựa chọn luôn ha. Nếu ai có dịch cần cưới hỏi thì chúng ta ở đây tham khảo ngoài đây cũng được nè. Phía trước chúng ta đó là ngã sáu Dân Chủ, đường Hiền Vương, Yên Đỗ, ngày nay là Võ Thị Sáu và Lý Chính Thắng. Ngã sáu Dân Chủ là ngày đó có trường Lê Lợi. Và chúng ta qua đây là không còn quận 11 nữa, ở đây là quận 3. Chúng ta sẽ quẹo phải theo con đường Nguyễn Đường Hiền này ha. Rồi chúng ta sẽ kết thúc video ngày hôm nay. Một số hình ảnh ở con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 gửi của chú anh chị và các bạn. Nếu mà ngày xưa mình có ở con đường đó thì ngày hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại. Và nếu mà các anh chị và các bạn có ở tỉnh khác, nếu mà có chứ, những đứa con hoặc người thân trong gia đình đi học rồi ở con đường 3 tháng 2 thì ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn lại biết được con đường 3 tháng 2 ngày nay chuyên cái gì và mỹ quan ở đây ra sao. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại, cảm ơn mọi con đã quan tâm theo dõi. Ở phía bên kia là hẻm chợ vườn chuối đó. Nhắc tới vườn chuối thì em lại nhớ tới chú Bình. Vẫn chưa có kết quả về tìm những người thân. Có lẽ những cái trường hợp này rất là khó nè. Như trường hợp của chú Cường. Trường hợp chú Cường thì ở quận 4 thì còn đỡ đỡ. Có tên, có địa, có khu vực, con đường sao đỡ hơn là cái nguyên khu vườn chuối. Mà nguyên khu vườn chuối nó rất là rộng nên thành ra em phải nhờ tới nhiều người bạn, nhưng mà vẫn chưa có tìm được cái thông tin về những cô đó. Không biết bây giờ những cô đó có còn hay không, nhưng mà dù sao vẫn hy vọng ha, vẫn hy vọng chúng ta gặp được may mắn để chia sẻ cùng các anh chị. Rồi bye bye các anh chị và các bạn. Con đường Nguyễn Đường Hiền buổi chiều thì tấp nập những cái quán nhậu, những cái shop, những cái cửa hàng bán đồ ăn.